tính nấu cá hả? Tôi tính nấu canh chua, nhưng mà nấu canh chua mà nhậu bia mà sao nấu canh chua được? Đúng rồi. Thật ra cái tôi thiết kế được cái con cá để ướp nướng cá được nhẹ nhẹ miếng uống cua mặn mặn á. Mình chấm với lại cái muối cái sốt của mình á. Chua tôi nói ông là nhấp cái nắp luôn, cứ một đũa nhỏ là quất ly. Ok, mà nướng cái này tại vì biết sao? Cá này là để nấu canh chua mà nướng ở đây là chắc chắn là cái nó bị vấn đề mà gọi là nát bể hả? Nát bể với lại nó hôi á. À đúng rồi, đúng rồi. Kệ chịu khó đi, biết sao vậy? Có đó. Cái gì? Ở chỗ anh có bụi xả phải không? Xả. Mà để làm gì? Chia sẻ cho mọi người cách để mọi người nướng cá này. Thơm ngon, cá không bị bể, với lại là không có mùi hôi. Nhức nát luôn. Riêng nướng cá mình áp dụng chỗ này rất là ok. Là đợt mà ông nói là nhét cái đợt nó cá lóc gì hấp. À, không phải hấp muối nhét cái xả vô vậy. Không, cái này mình không có áp dụng cái trường hợp là nhét xả vô đâu. Cái này là mình chỉ dùng áp dụng xả để nướng. Xả để nướng hả? Đúng rồi. Xả mà ăn nướng vậy? Anh cứ nướng thử đi. Nướng theo cách này anh cảm giác là ăn cá anh rất là ngon, với không bị nát thiệt luôn. Là lấy xả đúng không? Đúng rồi. Rồi đợi xíu. Đây, xả. Rồi làm sao? Băm băm ra hả? Không, anh cắt một đoạn dài đó. Vừa đủ cái bằng cái vỉ nè. Đây đúng không? Ừ. Rồi, anh đập được gì đập ra cũng được. Đập ra hả? Đập được không? Được. Đập đúng không? Ừ. Đập thoải mái, cái này mà không phải ướp cho nên không cần phải rửa đâu. Cứ đập thoải mái đi. Dập dập cái gì? Ok. Đó, ok, mọi người bị nướng này. Đó, mọi người sẽ kê cái vỉ lên. Rồi mọi người sẽ rải một lớp xả lên trên. Xả lên trên hả? Gì? Mọi người nướng cá, mọi người nướng chỗ này là cá mọi người rất là ngon luôn, với lại nó không tình trạng bị cháy, bị bể. Với lại nó rất là thơm luôn. Giờ ăn uống không như xưa, ăn uống bây giờ phải là cầu kỳ, ngon. Bây giờ người ta gọi là thưởng thức. Thưởng thức. Chứ không phải là ăn no, ăn ấy nữa. Đó, mọi người sẽ lớp miếng xả. Liên quan đến cá nướng là mọi người quốc này là ok. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ cho cá lên mọi người nướng. Đó. Từ nào chín? Từ cá chín từ từ mới ngon. Nó chín từ từ. À, cá phải chín từ từ đúng không? Rồi, ok, mọi người để mọi người nướng. Ok. Để tôi cảm nhận nha. Đây cái thứ nhất là cá nó không bị cháy. Ừ. Cái thứ hai là có cái mùi thơm nó cực, mùi xả thì ông đã biết rồi, nướng thì còn gì là cổ đúng không? Còn cái thứ ba nữa là cái thịt nó không bị khô, nghĩa là nó bị hạn chế cái độ lửa đó đúng không? Có lại cái hương xả nó lên đó, giống như là ông biết mà cá một nắng chiên xả không? Y chát luôn, phá thử nó không bị nát nữa. Giờ cái thứ nhất là mình thử miếng đã, thử nha rồi mình mới là cá nó không có bị nát, đúng không? Và cá nó dai. Cái này mà miếng muối ớt chanh gì đó, muối súp của mình á. Quá là cũng dai ghê rồi, da dai rình luôn á, chết cha. Này tôi làm bể nè. Thơm. Thật sự nghe mùi thơm. Tu. Ông về nhà ông làm thử đi. Đó, ok. Ông về nhà làm thử đi biết. Tuần này mọi người nướng cá, mọi người quốc chiêu này rất là ok nha. Chúc mọi người có một bữa nhậu, bữa ăn thật là ngon miệng. Trời ơi, coi kìa.